Vâng, thưa quý vị, bạn trong gần chú Nguyễn Duy Bộ có một cái tác phẩm mà tôi cũng đã có cơ duyên để ghi hình 2 lần rồi. Tại một cái thời điểm chú Bộ mới sửa. Và ngày hôm nay thì nó đang có lá. Lúc nào phải xuống. Đây là tác phẩm gì chú nhỉ? Tác phẩm này chú đọc tên là Thành Cổ. Vâng ạ. Và chú mới thay cho cụ lên chiếc chậu. Chậu này là chậu cảnh là Bát Tiên Quá Hải. À. Làm theo form của chậu cổ của Huế. Vâng ạ. Nhưng mà đây là chậu đắp tay mới. Vâng. Đây cái chậu này là rộng 1m6, dài 2m2 trong lòng rồi. Vâng. Còn tác phẩm này nó cao từ mặt chậu này lên đến ngọn kia là 2m. 2m ạ? Ừ. Ai dạ, cao phết nhỉ. Nhiều cây. Cái này lần trước là chú có cảm giác là trước chú cho trồng cao hơn một tí đúng không? Đúng rồi. Trước cái chậu nó nông. Vâng. Chậu. Bây giờ cái chậu này nó sâu. Thì mình trồng thấp xuống một tí để. Nó thấp xuống một tí. Vâng. Một cái chậu mới. Để nguyên bản, không sơn, không xước gì hết đúng không? Để không. Cái này chú chát ở trong này chú trộn một nếp vào đây mà. Vâng. Để cho nó sâu này nó bám rêu mốc mà. À, để kiểu như thành chậu cổ. Đấy, cái này là chú trộn 2-3 cân một nếp vào cái bột chát ấy. Vâng, vâng, à thế à. Thế xong con phải ủ sữa không chú nhỉ? Nếu ủ sữa thì nó cũng ngay. Ừ. Sữa mới lại lân. Mà trộn vào xong quét đi thì xong ủ vào cái độ 1 tháng sau nó cũng ngay. À nó cũng luôn. Ừ, nhưng mà chú chưa có điều kiện để chú làm cái việc ấy. Vâng. Vì sao chú đặt cái này là thành cổ? Vì cây này trước kia là chú mua ở trong thành phố Huế. À đấy ạ. Chú mua từ một cây cổ trong thành phố Huế. Vâng. Nhưng mà chân tay nó đơ thì chú cắt giật đi xong chú mang về chú tạo dựng lại. Vâng. Ở trong một gia đình người ta đã chơi hàng trăm năm, mấy đời. À. Xong về vào đầu mình chú cắt giật về đi chú đập đá đi rồi cắt giật lại chú cắt luôn ở đấy thì nó vướng ngõ không mang ra được à. Mà cái tay nó cứ lêu nghêu nó xấu lắm nên là chú cắt cái tay nó chỉ khoảng nó hơn 20 phân này đấy. À. Còn từ đây ra là chú nuôi hết. Vâng. Còn từ đây vào là cột hết cái khoảng đây đúng không đấy. Ừ. Còn cái nguyên bản cái phần rễ này sao mình lên đá ở cái thời điểm phần rễ này là chú lên đá viên đá này là lên năm 2012 cháu. À, ngày xưa mình đập hết đi đập nó hết, nó ngồi lên đá kiểu gì. Cái đá ngày xưa nó là xỉ than rồi đá tất cả các loại đấy, đắp thành đống xong người ta để này đấy. Người ta chơi ở giữa đó làm phong thủy mà. Vâng. Đấy. Làm phong thủy kiểu hình như là cái thần cốt nó vẫn còn kiểu dạng như này đúng không chú? Rồi. Kiểu đá như này đây gì đá đây là đá trăng. Trước kia là đây này trước đây. Kia người ta cứ cài như thế nào đấy đây những cái này là đá cũ đấy cháu đúng rồi đấy. Vì trong này không thể đạp được đúng không? Ừ. Là một cái cây xanh già chắc nhiều năm tuổi lắm rồi đúng không? Không thể tính được. Rất là quý. Về này chú Bộ này tạo tác. Mà cây này lá nó là lá nhựa nó bền lá lắm đấy cháu ạ. Vâng. Đấy, lá nó dăm nó dày như là dăm Nam Điền. Vâng. Đấy, rất dễ làm dăm. Mà lá nó xanh quanh năm. Đây đúng không? Dăm này. Đấy. Thế như là năm ngoái thì cháu mới thấy là nó bắt đầu mới vào bông nhỉ, hôm nay đã tương đối dày rồi. Đúng rồi, đấy, cây này khoảng độ nếu mà dăm muốn đẹp thì phải 2 năm nữa cháu. Vâng, về mặt bố cục như này là rất là ấm rồi đây này. Không, thế này đối với chú nó là hoàn thiện rồi đấy. Vâng. Bây giờ chỉ có hoàn thiện nốt mỗi dăm thôi. Vâng, cho nó mịn thôi, rồi. Mịn bông. Đấy, đây là trên. Quay là chi tiết cái cổ ngọn, cái đường chạy của tất cả các chi canh. Cả nhà ngắm. Một cái xanh có tên là Thành Cổ. Rất là tâm huyết của chú Nguyễn Duy Bộ. Chú đã sưu tầm từ trong thành phố Huế. Một nơi gọi là kinh đô thời xưa của đất nước Việt Nam chúng ta. Kinh thành Huế. Đấy, quý vị thấy không? Già, kinh khủng khiếp. Thành Cổ. Tác phẩm thuộc dòng xanh lá nhựa. Rất là dày dăm, lá rất đẹp. À, nếu mà lá nhựa thì nó cứ phải bóng bóng. Khi mà chúng ta miết miết cái tay là bóng, bóng lại về mặt lá. Đây, thế nào? Thì tôi cũng chia sẻ rất là nhiều lần đối với những cái cây xanh thuộc dòng xanh ta, xanh quê mà nó có cái chất lá đẹp thì xong lại
được diễn một cái bộ bóng hay là về thì bố cục mà nó đẹp ấy, thì cũng là một cái cây xanh rất là quý, vì cái đặc điểm của nó là giữ râm giữ form, có thể là hàng trăm năm nó cũng không có biến hóa. Tất nhiên là cái gì nó cũng có hai mặt, như vậy thì làm tạo tác nó rất là lâu, và lâu được chơi, lâu được hoàn thiện. Thế nhưng lại được cái là khi mà đã hoàn thiện rồi thì nó lại là rất là bền, không bị biến hóa, nó không bị phá dáng phá thế như là dòng xanh Nam Điền, hoặc là nó không bị béo. Cái xanh Nam Điền thường nuôi cả kỹ thuật, chỉ cần hơi mà chủ quan một chút, mà kỹ thuật kém một chút thôi là có thể sẽ bị béo hết những cái rễ như thế này ngay. Cái rễ như này mà để nuôi đúng là cái xanh Nam Điền là có thể rất béo, đặc biệt là những cái rễ mà nó bám sát phần đất này. Đối với Nam Điền là phải hãm liên tục, nhưng mà cái xanh quê này rất là hay, càng nuôi nó càng nhũn lại, càng già thêm, càng khô ra, càng bạc màu đi, nhưng mà nó lại không bị mỡ, nuôi chăm thoải mái, rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay đến nhà chú Nguyễn Duy Bộ chia sẻ thêm cho quý vị một cái tác phẩm rất là tâm huyết của chú Nguyễn Duy Bộ, tác phẩm Thành Cổ thuộc dòng xanh lá nhựa. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video mới nha quý vị. Hay thì like và chia sẻ thật nhiều để cổ vũ cho tinh thần Hoàng Lịch Thiệp, chia sẻ thật nhiều giá trị cho cộng đồng làng cây. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo.